nhà đầu tư, chào mừng quý nhà đầu tư đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm đầu tư tuần và cập nhật cổ phiếu nổi bật do Maybank Investment Bank thực hiện. Tôi là Đỗ Hương, chuyên viên nghiên cứu phân tích, rất hân hạnh được đồng hành với quý nhà đầu tư trong chuyên mục ngày hôm nay. Và như thường lệ, người đồng hành quen thuộc giúp chúng ta có được những nhận định chuẩn xác về thị trường cũng như là những thông tin cập nhật liên quan đến các mã cổ phiếu là anh Nguyễn Thanh Lâm, giám đốc nghiên cứu khối khách hàng cá nhân của Maybank Investment Bank. Xin chào anh. Cảm ơn. Dạ, thưa anh Lâm, có thể thấy là trong tuần trước thì chúng ta cũng đã trao đổi với nhau về khả năng điều chỉnh của VN-Index khi mà thị trường đã có một nhịp tăng điểm tăng tốc trước đó. Tuy nhiên có thể thấy là phiên rơi tự do so với biên độ đột biến cuối tuần qua cùng với khối lượng giao dịch cao lịch sử dường như là vẫn gây bất ngờ khá lớn đối với nhà đầu tư. Vậy thì anh đánh giá là đâu là nguồn cơn của phiên lao dốc vào phiên ngày 18 tháng 8 vừa rồi ạ? Thật ra thì nói cho nó công tâm thì ngay cả bản thân cá nhân của anh cũng không nghĩ rằng là cái việc điều chỉnh nó sẽ tạo ra một cái phiên thứ 6 mà nó rớt tới cái mức điểm như vậy. Mình phải thẳng thắn với nhau như vậy. Rõ ràng chúng ta cũng có đã bàn với nhau về cái kịch bản rằng là thị trường sẽ có thể chịu áp lực về chốt lời. Chúng ta có thể bàn với nhau về việc rằng là sẽ có những cái pha điều chỉnh ngắn hạn nào đấy. Nhưng mà cái cách giảm của phiên ngày thứ 6 thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra bất ngờ cho hầu hết tất cả các nhà đầu tư, trong đó kể cả có anh trong đấy. Thì khi mà phải quay lại để nhìn về vấn đề rằng là cái nguyên nhân nào để mà nó tạo ra cái này thì cá nhân anh nghĩ nó có thể là một cái sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Chúng ta vừa trải qua một cái tuần lễ có thể nói rằng là có một cái tâm lý rất là thận trọng của nhà đầu tư khi mà nó rơi vào đúng cái giai đoạn đáo hạn của phái sinh, và cái kết quả trong cái phiên đáo hạn phái sinh nó cũng có thể được coi là một cái phiên châm ngòi cho cái sự lo lắng của nhà đầu tư khi mà cái mức giảm ở trong cái phiên ngày thứ 5 của tuần vừa rồi cũng đã là tương đối đáng chú ý rồi. Và thêm vào đó nữa thì cũng không thể không nói đến cái tình trạng chúng ta gọi là xanh vỏ đỏ lòng, nó đã kéo dài khoảng hơn một tuần lễ khi mà một số những cái cổ phiếu vốn hóa cao trong cái giai đoạn vừa qua đã có những cái sự đi lên một cách nó rất là đột biến và nó không đại diện cho cái mức đi lên chung của cả thị trường. Thêm vào đó thì thanh khoản của thị trường trước cái phiên ngày thứ 6, nếu mà chúng ta nhìn lại nó sẽ thấy rằng thanh khoản của thị trường thì lại ở một cái trạng thái rất là thận trọng, ở một cái mức yếu thôi. Thật ra thanh khoản cả tuần nó tăng là bởi vì nhờ vào cái chủ yếu là do cái phiên ngày thứ 6 cái mức độ bán tháo của nhà đầu tư nó quá lớn, chứ còn nếu mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng thanh khoản chung của cả tuần, trung bình của cả tuần là giảm chứ không phải là tăng. Thì tất cả những cái điều đó cộng với lại cái việc rằng là cái dòng tiền chính giao dịch ở trên thị trường trong suốt cái giai đoạn vừa qua nó vẫn là dòng tiền nhà đầu tư cá nhân, vốn được xem một cái dòng tiền mà có cái sự gọi là thay đổi quan điểm rất là nhanh và có một cái sự quyết liệt ở trong cái việc mua bán mạnh hơn rất là nhiều so với lại các cái dòng tiền khác. Thì nó có thể là một cái sự tổng hòa tất cả những cái nguyên nhân này nó đến cùng một lúc với nhau và nó dẫn ra một cái kết quả có phần hơi hoảng loạn ở trong cái phiên ngày thứ 6 vừa rồi của chúng ta. Yeah. Nhìn ở bệnh viện rộng hơn ở thị trường thế giới và khu vực thì có thể thấy là không chỉ riêng thị trường Việt Nam mà tất cả các thị trường đều diễn biến tiêu cực. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về diễn biến này ạ? Đúng là chúng ta cũng không thể bỏ qua một cái nguyên nhân nữa mà lúc nãy chúng ta cũng chưa nói đến, đó là cái ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Thật ra thì thị trường Việt Nam trong khoảng 2 tuần trước cái tuần vừa rồi luôn á, thì thật ra nếu mà chúng ta quan sát chúng ta cũng đã thấy rằng là cái mức tăng của thị trường Việt Nam nó có phần nó trội hơn so với lại cái bình diện chung thị trường thế giới rồi. Vì vậy cho nên trong một cái bối cảnh thị trường thế giới vẫn đang ở trong một cái pha điều chỉnh trong vài tuần lễ vừa rồi thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân có thể khiến cho cái tâm lý của nhà đầu tư nó dễ bị tiêu cực hơn ở trong giai đoạn vừa rồi, trong ngắn hạn, đặc biệt là cái phiên thứ 6 vừa rồi. Thì quay trở lại với lại cái diễn biến của thị trường thế giới trong tuần vừa rồi, chúng ta cũng có thể thấy như Hương cũng có nói đó là phần lớn các thị trường là chìm trong sắc đỏ, rất ít các thị trường có thể ghi nhận được cho mình kết quả đi ngang hoặc là dạ hoặc là tăng. Quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng là khu vực Đông Nam Á của chúng ta phần lớn là đều giảm, trong đó có những thị trường giảm cũng khá mạnh, ví dụ như là Singapore chẳng hạn, giảm cũng 3,6%, cũng gần với lại mức giảm 4,4% của thị trường Việt Nam chúng ta. Rồi thì ở những cái bệnh viện lớn hơn thì cái mức giảm thậm chí là nó nhiều hơn, ví dụ như là ở Nhật Bản giảm 3,1%, Hàn Quốc giảm 3,3% và đặc biệt là Hang Seng giảm 6%. Điều tương tự nó cũng diễn ra ở cả khu vực châu Âu và khu vực của Hoa Kỳ với cái mức giảm bình quân là khoảng tầm hơn 2%. Dạ, quan sát về dữ liệu dòng tiền thì có thể thấy là chỉ có sự đảo chiều giữa nhà đầu tư tổ chức và tự doanh. Thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến này của dòng tiền? Về diễn biến của dòng tiền thì chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến cái giao dịch ở phiên ngày thứ 6. Thì như chúng ta cũng thấy với nhau đó là tuần này thì nhà đầu tư nước ngoài nếu mà tính chung cả tuần thì vẫn bán ròng, và nhà đầu tư tổ chức trong nước thì vẫn ở trong cái chiều chuyển từ cái chiều mua ròng trước đó sang chiều bán ròng. Trong khi đó thì cái bên mua chính của thị trường thì nó vẫn là nhà đầu tư cá nhân trong nước và khối tự doanh. Thì quan điểm của anh nếu đứng góc độ về dòng tiền, nhìn các cái yếu tố dòng tiền thì đây không phải là một cái thiết lập nó tốt lắm. Chúng ta thấy với nhau là những cái dòng tiền mang tính chất dài hạn hơn và có cái độ gọi là nhất quán hơn trong cái suy nghĩ của mình đó, đó là dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài và dòng tiền của tổ chức trong nước thì nó vẫn ở trong chiều bán. Trong khi đó thì hai dòng tiền có yếu tố thời điểm hoặc là mang tính chất gọi là dễ thay đổi quan điểm hơn như là nhà đầu tư cá nhân trong nước và tự doanh thì lại là mua. Thì một cái diễn biến như vậy nó sẽ không phải là một cái điểm cộng lớn lắm cho thị trường ở trong giai đoạn hiện tại bây giờ. Thêm vào đó nữa, chúng ta cũng nên lưu ý đó là tuần vừa qua cũng là một trong những cái tuần mà nhóm các quỹ ETF có cái hiện tượng rút ròng rất là đáng kể so với lại trước đó. Nếu như ở trong tuần trước đó một tuần chúng ta chỉ chứng kiến cái việc rút ròng khoảng 177 tỷ thôi thì cái giá trị bán ròng, cái giá trị rút ròng ở trong cái tuần vừa rồi của chúng ta nó đã lên tới mức là hơn 2.000 tỷ. Đây là một con số đáng kể tính theo tuần. Từ đầu năm đến giờ có lẽ là cũng hiếm khi nào chúng ta thấy một cái hiện tượng gọi là rút ròng mạnh như vậy ở trong một tuần. Do đó nên đây cũng là một cái điểm mà nhà đầu tư sẽ phải rất là quan tâm. Yeah. Khi mà thị trường tăng điểm liên tục như trong giai đoạn vừa qua thì nhiều nhà đầu tư đều hy vọng cổ phiếu sẽ điều chỉnh để có cơ hội mua vào. Tuy nhiên sau khi mà chứng kiến một phiên bán mạnh như là thứ Sáu tuần trước thì nhà đầu tư lại lo sợ là cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm điểm. Vậy thì theo anh thì nhà đầu tư có nên lựa chọn chiến lược phù hợp nào ở giai đoạn này và đâu là nhóm ngành mà nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý? Thứ nhất là sau một cái phiên biến động có phần nó khá là sốc ở trong ngày thứ Sáu vừa rồi thì quan điểm rất là chủ quan của anh nghĩ rằng là cái sự thận trọng phải được đề cao. Đành rằng chúng ta vẫn nói rằng là xu hướng trung hạn của thị trường chưa có bị thay đổi, nhưng mà trong ngắn hạn với một cái kết quả giảm mạnh như vậy thì ít nhiều gì đó nó sẽ tạo ra một cái sự dao động tâm lý rất là lớn cho nhà đầu tư. Và cái quan trọng hơn nữa đó là chúng ta sẽ phải chờ đợi xem thử cái hành xử của cái lượng hàng T cộng mà người ta đã bắt đáy ở trong cái phiên ngày thứ Sáu, khi nó về đến tài khoản nhà đầu tư là vào ngày thứ Ba, thì lúc đó thứ nhất là thị trường nó đang ở đâu, và cái thứ hai nữa là cái hành động của nhà đầu tư khi mà đã mua cái lượng hàng đấy trước đấy thì họ sẽ làm gì với lại cái lượng hàng đấy. Nó sẽ tạo ra nhiều cái câu trả lời rõ ràng hơn cho cái giai đoạn sắp tới chúng ta nên ứng xử với nó như thế nào. Còn trong ngắn hạn, nhà đầu tư có lẽ là vẫn nên duy trì một cái trạng thái quan điểm tương đối là thận trọng một chút. Chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn là hành động ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ, và một cái tỷ trọng hợp lý, không có để cho mình bị rủi ro về góc độ rơi vào cái thế kẹt, rơi vào cái thế gọi là thế bị động trong cái việc giao dịch ngắn hạn của mình sẽ là những cái rất là quan trọng ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ. Còn về các nhóm ngành thì thật ra thì bất kỳ một cái giai đoạn nào thị trường mà nó rơi mạnh như vậy nó cũng sẽ để lộ ra cho thấy rằng đâu sẽ là những cổ phiếu hoặc là những nhóm ngành có cái sức chống chịu, cái sức đề kháng tốt hơn so với lại cái phần còn lại của thị trường. Thì ở đây chúng ta cũng khoan nói một cách cụ thể nó sẽ là nhóm ngành nào, nhưng mà cái như lúc nãy anh vẫn nói thôi, cái sự quan sát vào lúc này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta quan sát ở trên thị trường, cái phản ứng của thị trường trong phiên thứ Hai, thứ Ba sắp tới đây, nó sẽ cho chúng ta nhiều cái dữ kiện để mà chúng ta có thể nhìn nhận được đâu là những nhóm ngành hoặc những công ty có cái mức độ chịu đựng, cái mức độ đề kháng nó tốt hơn nhiều so với lại cái phần còn lại của thị trường. Thì đó có thể là những cái nơi mà nhà đầu tư có thể lựa chọn sau khi mà cái đợt điều chỉnh này kết thúc. Yeah. Theo như tuần trước chúng ta cũng trao đổi thì anh Lâm cũng chia sẻ là dự kiến thị trường có thể điều chỉnh ngắn hạn xuống mốc 1.207 điểm và xa hơn ở mốc 1.170 điểm, và xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên là chỉ với một phiên điều chỉnh giảm mạnh đã khiến thị trường thủng mức này và thậm chí có lúc về sát mốc 1.170 điểm. Vậy thì theo anh thị trường liệu đã bước vào giai đoạn phân phối kéo dài hay chưa, và liệu như vậy thì kịch bản nào sẽ tiếp tục xảy ra với VN-Index ạ? Quan điểm cá nhân của anh thì chỉ với một phiên ngày thứ Sáu, chúng ta thật ra tất nhiên chúng ta dành một cái sự thận trọng rất là cao độ như nãy giờ chúng ta đã nói với nhau rồi, nhưng mà một phiên ngày thứ Sáu, một cái kết quả có phần hơi đột ngột như vậy nó vẫn chưa có đủ dữ kiện để mà chúng ta có thể khẳng định rằng là cái xu hướng trung hạn của thị trường nó đã như thế nào. Tạm thời thì xu hướng trung hạn của thị trường thật ra nó vẫn đang bảo lưu được hiệu lực của nó, bởi vì chúng ta đã có một cái quá trình đi lên rất là mạnh từ giai đoạn cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 8 vừa rồi của chúng ta. Do đó cho nên rằng là mặc dù cái kết quả giảm này là đáng kể, chúng ta phải khẳng định là đáng kể, nhưng mà cái việc vi phạm cái hiệu lực của xu hướng tăng thì nó chưa xảy ra đâu. Tạm thời bây giờ thì hỗ trợ gần nhất của thị trường nó sẽ rơi vào mức khoảng 1.160 điểm, 1.161 điểm và xa hơn là khoảng 1.139 điểm, tương ứng với lại một số những cái mốc Fibo thoái lùi của thị trường về mức khoảng 38.2 và 50%, hoặc là xa hơn nữa là mức khoảng 61.8%, nghĩa là khoảng tầm 1.118 điểm gì đấy. Thì tùy vào cái cách mà thị trường sẽ phản ứng ở trong những cái phiên tới đây thì chúng ta sẽ có được câu trả lời rõ hơn cho cái việc rằng là liệu đây là một pha điều chỉnh đáng kể trong một cái xu hướng trung hạn hay là một cái quá trình phân phối và kết thúc cái xu hướng trung hạn vừa rồi của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng có giá trị đến từ phía research của Maybank Investment Bank. Kính thưa quý nhà đầu tư, hy vọng những thông tin chia sẻ vừa rồi đến từ phía chúng tôi đã giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và từ đó hỗ trợ quý nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Và bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã hết. Tôi và những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý nhà đầu tư có thể để lại bình luận ở bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 028 44 555 888. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Maybank Investment Bank để nhận được những thông tin cập nhật nhất từ thị trường quý vị nhé. Xin cảm ơn.